Hey, xin chào mọi người. Và vẫn như thường lệ thì lâu lâu chúng ta mới gặp lại nhau. Sau khi xem xong cái video đầu tiên mà mình giới thiệu về mèo, thì dạo này mọi người giao dịch thế nào rồi? Tình hình nó có khả quan hơn không? Phải nói là con mèo này nó khá tốt. Không phải là khá tốt nữa, mà là rất tốt và thực sự hữu dụng trong những cái trường hợp mà giá nó đi kiểu như này. Trong những cái trend kiểu như này thì khi mà chúng ta không bật mèo lên, rất là khó khi tìm những cái điểm entry mà nó lửng lơ. Và cũng trong cái clip giới thiệu trước thì mình mới giới thiệu cho mọi người là sử dụng mèo ở trong một tham frame mà thôi. Đó chính là cái tham frame vào lệnh, tham frame 5M. Vậy thì ngày hôm nay nó sẽ tiếp tục là một cái video về mèo, nhưng mà nó sẽ không phải là mèo ở trong tham frame 5M của chúng ta nữa, mà nó sẽ là mèo ở hai tham frame. Ok, không để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ cùng let go luôn nhé. Cùng nhìn vào hình dưới đây thì đây chính là mèo, nhưng mà ngụ tại cái tham frame H1. Mèo H1 thì luật chơi nó khác gì so với mèo M5 không? Không nha mọi người. Chúng ta vẫn chơi theo cái rule là giá ở trên mèo thì tìm buy, giá ở dưới mèo thì tìm sell. Và chúng ta sẽ tìm những cái entry tại đường giữa và đường cuối của mèo. Nhưng mà liệu là chúng ta có nên entry luôn ngay tại khu vực này khi mà giá chạm vào mèo và cho lên luôn không? Không nha mọi người. Nếu mà bạn entry như này thì SL của bạn nó sẽ khá là to. Thế cho nên là khi mà giá pullback và chạm vào mèo H1 thì chúng ta cũng đánh y như cái quy luật trong pre-action. Đó chính là giá chạm vào point của hai tham frame. Và chúng ta sẽ phải quay về cái tham frame vào lệnh để mà refine lại cái SL và tìm cái điểm entry hợp lý để mà TP lệnh lên. Thì khi mà mình quay về tham frame vào lệnh thì mọi người có thể thấy là giá nó đã chạm vào khu vực cái vùng cầu dưới này. Và hơn thế nữa là cái vùng này nó lại còn gần pivot, khu vực S1 của chúng ta. Đó thì khi mà giá chạm vào khu vực này, mình sẽ chờ đợi nến confirm, một cây engulfing đi lên. Và đây chính là sự confirm của chúng ta đang chờ đợi. Một cây nến rút dâu, hai cây nến rút dâu. Và tiếp theo cái điều quan trọng nhất, đó chính là có một cây nến engulfing tại khu vực này. Cái cây nến này là một cây nến đặc, không dâu, và nó có một cái xung lực mạnh phá hoàn toàn. Vậy thì không chần chừ gì, ngay sau đó là mình đi entry ngay tại cây nến này, và SL thì mình đặt ngay dưới cái đáy này thôi. Và mình sẽ TP lên trên. Đó thì cái TP này nó là cái TP vô cực nha mọi người. Tạm thời khi giá chạm vào mèo H1 và chúng ta entry tại những cái điểm tại tham frame vào lệnh thì TP của cái lệnh mua này mình tạm thời chưa đặt. Và mình sẽ dùng phương pháp là trailing stop. Mình sẽ di dần SL lên và SL mình luôn luôn đặt sau mèo M5. Và kết quả là sang đến ngày hôm sau, khi mà giá chạm vào mèo M5 và phá xuống như này thì cái lệnh này của mình nó đã bị cán SL. Nói là SL thì nó cũng không phải, cái lệnh này của mình nó đã TP được từ đây lên trên này. Và cùng đo thì tổng cộng cái lệnh này, cái lệnh mà chạm mèo H1, giá đã đi được hơn 18 giá. Một cái con số mà không hề nhỏ đúng không mọi người? Và mọi người cũng có thể thấy là cái điểm canh của con mèo trong hai tham frame này nó thực sự khủng khiếp đúng không? Thì trong tham frame H1 chỉ cần hai cây nến nhích nhẹ như này về tham frame vào lệnh của chúng ta thì giá nó đã đi được một cái đoạn khá là xa rồi. Một tỷ lệ phần thưởng khi mà bắt chúng đáy nó sẽ cực kỳ tốt nha mọi người. Mình vì dùng cái từ cực kỳ tốt tại vì sóng trong hai tham frame mà nó sẽ đi gấp 5, gấp 10 cái con sóng ở trong tham frame vào lệnh của mình. Chúng ta hãy cùng đến với một cái ví dụ khác nhé. Và đây,
tại tham phế mắt 1 thì chúng ta cũng có thể thấy là giá đã tiếp cận vào đáy mèo rồi. Thì khi tiếp cận vào đáy mèo, chúng ta sẽ về tham phế 5M, tham phế vào lệnh của chúng ta. Thì mọi người có thể thấy là đây, tại khu vực này, giá đã chạm vào S1 và giá cũng đang có một cái tín hiệu đảo chiều bằng việc là xuất hiện những cây pin 3 rút chân và một loạt cây nến đi lên như thế này. Vậy thì khi giá quay lại khu vực chân nến này, mình sẽ vào một lệnh ở đây, hết là dưới chân nến một tí thôi. Và TP vẫn là TP vô cực nhỉ, trailing stop. Và kết quả là mọi người thấy đấy, vào phiên Mỹ khi mà có một cái nhịp ra tin thì giá được đẩy lên rất là mạnh. Và cái nhịp đẩy này lên tận R4 của chúng ta cơ. Và hoàn toàn là những cái lệnh ở dưới đáy khu vực S1 này thì mọi người có thể hold qua tin cũng được. Ngoài ra thì nếu mà ai miss những cái nhịp mà dưới đáy mèo, dưới đáy H1 này thì mọi người cũng có thể là có những cái nhịp bay đuổi khi mà thấy giá hình thành phá vỡ M5 và quay lại pullback tại mèo M5. Entry nó sẽ rất easy. Khi mà giá chạm mèo H1 và đã đi lên được như thế này rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái bias của mình, nó chuyển từ sell thành buy. Và những lúc như này thì chúng ta chỉ việc tìm buy mà thôi. Đó, và giá đi từ S1 cho đến R4, một cái biên khá dài, và để mình đo xem là nó được bao nhiêu giá nhé. 18 giá trong một ngày, và chỉ chơi trong hai phiên Âu và Mỹ mà thôi. Đây là một con số mà cực kỳ khủng trong ngày đó chứ. Biên độ nó đi cực kỳ lớn luôn nha mọi người. Và đương nhiên rồi, những cái cú highlight như này thì không thể thiếu được ở trong nhóm Nordic Hunter. Những kèo xịn như này mà không phím thì hơi phí nha mọi người. Vậy thì qua hai cái ví dụ trên, mọi người cũng đã có thể thấy rõ ràng là những cái quy trình của chúng ta nó sẽ là như sau. Thứ nhất, đó chính là chúng ta sẽ phải chờ đợi là giá pullback về mèo H1. Thứ hai, sau khi giá pullback về mèo H1, chúng ta sẽ quay trở lại tham phế vào lệnh, đó chính là tham phế 5M, và chúng ta sẽ chờ đợi hành động giá để vào lệnh. Và thứ ba, sau khi đã có confirm rõ ràng và bạn đã vào lệnh thì bạn có thể kỳ vọng cái lệnh đó của bạn nó sẽ đi rất xa, và chúng ta sẽ quản lý vốn và chúng ta sẽ GSL theo mèo 5M. Đơn giản thì chúng ta chỉ có 3 bước như vậy thôi. Và cái con mèo H1 này thì lâu lâu nó mới xảy ra, tại vì là tham phế H1 mà, nên là giá nó đi rất chậm và chúng ta sẽ phải chờ đợi rất lâu. Nhưng mà một khi mà giá với mèo H1 chạm vào nhau, và nếu chúng working thì cái tỷ lệ ăn của nó sẽ cực kỳ cao đấy mọi người. Nó sẽ cực kỳ khủng khiếp nha. Ngoài mèo H1 ra thì lâu lâu mình cũng nổi hứng và chơi ở mèo Daily. Mèo Daily nó cũng cho chúng ta một cái tỷ lệ cực chuẩn nha mọi người. Nhưng mà với mèo H1 thì cái thời gian chờ đợi của chúng ta nó đã lâu rồi. Thế nên là với mèo Daily thì chúng ta sẽ phải chờ đợi cả vài tuần, thậm chí là cả tháng thì nó mới có những cái setup đẹp cho chúng ta vào lệnh. Mọi người hãy cùng nhìn vào cái con mèo Daily này. Đây là một điểm chạm mèo và rút chân đi xuống. Và cái điểm sell béo bở như này thì không thể nào mà không có mình rồi. Hay là như ở đây, khu vực này, chúng ta cũng đã có thêm một cái nhịp mèo Daily nữa. Và thật sự thì mọi thứ rất là trùng hợp, khi mà cái nhịp mèo Daily này nó chính là cái ngày mà diễn ra cái tin FOMC vào đêm ngày 21 tháng 9 vừa qua. Chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại cái ví dụ mèo lúc ban đầu. Thì ở đây, trong trường hợp này, cái ngày hôm nay nó cũng là cái ngày mà diễn ra tin FOMC vào 1 giờ đêm. Và sau khi chúng ta đã có một cái nhịp mèo H1 và chúng ta đã mua được ở S1 lên tới R4 thì giá không tiếp tục lên nữa, mà giá đã có một cú điều chỉnh mạnh, một cây nến đỏ đi xuống mạnh như này. Và ngó sang tham phiên Daily thì cái điểm R4 này đồng thời nó cũng chạm với mèo Daily, thế cho nên là giá lại bắt đầu đi xuống.
Và sau khi giá đi xuống mạnh như này thì giá đã có một cái nhịp quay đầu và test lại khu vực R4 này một lần nữa. Đây chính là một cơ hội vàng, một cơ hội để chúng ta lên tàu lần 2. Và đó chính là một cơ hội mà chúng ta bắt được một cái đỉnh cực kỳ đẹp. Ok, thì không thể nào mà mình lại bỏ lỡ một cơ hội đẹp như này được. Mình đã entry tại đây và sell vô cực xuống bên dưới. Mọi người có thể nhìn thấy đây là một khoảng biến động khi mà giá chạm mèo H1. Còn tới đây, nó sẽ là khoảng biến động mà khi giá chạm vào mèo daily. Mèo H1 biến động như nào thì mèo daily chúng ta có thể nhân 10 lần lên như thế. Và ok, máy đi. Và đương nhiên rồi, những cái cơ hội đẹp như này thì không thể nào mà không phím trong nhóm được. Và trong nhóm thì những member ai mà hôm đấy thức để bắt FOMC cùng với mình thì đều có phần quà mang về hết. Và đây là empty file của mình. Cái thời điểm này là quay sau một ngày, mà bắt FOMC. Thì mọi người ở đây có thể thấy là những cái khu vực tiềm năng như kiểu là 1951 đến 1946, đó là những cái điểm sell tại mèo daily. Và những cái điểm này nó rất là tiềm năng. Và khi mà mình sell tại hai cái điểm giá này thì mình vẫn kỳ vọng là giá nó xuống nữa. Hai cái điểm buy nó chỉ là hẹp tạm thời mà thôi. Có thể là giá nó sẽ phá qua hai cái điểm buy này. Và mọi người có thể thấy là cái điểm bắt tại FOMC nó rất là mạnh. Mới có trải qua hơn một ngày mà nó đã chạy được hơn 30 giá rồi. Từ 1946 mà xuống 1915. Kết quả này nó là cực kỳ tiềm năng. Và cuối cùng thì sang tuần sau, kết quả là đây. Giá khi chạm vào đáy mèo daily đã cho chúng ta một kết quả cực kỳ ấn tượng. Hiện tại mình đo thì giá đang chạy được 74 giá rồi. Và nó sẽ vẫn có xu hướng là đi xuống tiếp. Mọi người đã thấy cái sức công phá của nó khủng khiếp như nào rồi chứ. Còn khi mà chúng ta quay sang khung daily thì sau khi giá chạm mèo và có một cây nến pin 3 rút chân tại ngày hôm đó, tại cái ngày mà FOMC đó, thì sang những ngày hôm sau mọi người hoàn toàn có thể follow sell, đặt sẵn cho mình một cái bias sell và tìm sell là chủ đạo. Tại vì khi chạm mèo daily và ngày hôm đó hình thành một cái rút chân như này thì nó đã là một cái tín hiệu khá là mạnh để báo hiệu rằng đó chính là một cuộc big sell, một cuộc big sell sắp xảy ra. Và đây chính là empty file của mình sau cái thời gian một tuần update. Và so với cái lần update trước thì mọi người cũng có thể thấy là những cái lệnh buy hẹt đã bị triệt tiêu hết và chỉ còn lại cái lệnh sell ở bên trên 1951 này. Còn cái lệnh bắt sell FOMC ở bên trên khu vực 1946 thì mình cũng đã cắt đi khi mà giá tiếp cận vào lại khu vực cái đáy của daily này rồi. Cái lệnh này thì hiện tại mình sẽ không hẹt tại vì là giá nó vẫn còn tiềm năng là xuống sâu hơn nữa. Target của cái thổ này tạm thời là 100 giá xem sao. Cùng nhìn lại vào cái khung daily thì trong cái thời điểm mà nó có hai cây engulfing đi xuống mạnh như này thì về time frame và lệnh của chúng ta, mọi người có thể thấy là giá nó đi xuống cực kỳ mạnh. Hai hôm liên tiếp hoàn toàn là chỉ có đi xuống mà thôi. Và đương nhiên là trong những cái hôm mà nó đi break cao chen như này thì chúng ta sẽ bắt buộc là phải dùng mèo để làm entry. Bắt buộc là sẽ phải follow theo con mèo này. Những cái hôm kiểu như này thì mình cũng luôn dặn mọi người là đừng bao giờ chặn tàu. Tại vì chả có một cái tín hiệu nào nó cho chúng ta buy cả. Và hoàn toàn là những cái tín hiệu để chúng ta follow the trend. Thế nhưng mà ngoài kia thì lại có rất nhiều người là đam mê bắt đáy. Và hai hôm thị trường nó đi như này thì mọi người chỉ tìm cách là buy lên chứ mọi người không hề muốn sell xuống một tí nào cả. Mọi người không muốn follow. Và mọi người chỉ muốn dò cái đáy sao cho chuẩn mà thôi. Vấn đề này nó cũng là một cái phần tâm lý chung của mọi người. Đó chính là khi giá giảm thì mọi người thấy nó giảm nhiều quá rồi và nghĩ là nó giảm nhiều quá rồi, nó sẽ phải tăng lên thôi. Và từ đó thì mọi người hình thành cái tư duy là muốn bắt đáy, để biết đâu may mắn thì bạn có thể dò trúng một cái đáy thì sao. Nhưng mà một khi bạn đã biết về mèo, biết về công cụ follow trend hiệu quả như này thì mình mong là mọi người sẽ có những kết quả tốt và những cái lựa chọn khôn khéo trong giao dịch. Nên là mong mọi người hãy chia sẻ chuỗi video hữu ích về mèo này để cộng đồng ngoài kia khi mà mọi người gặp những cái trường hợp tương tự như này sẽ không có những cái sai lầm to lớn xảy ra và những cái lần hối hận
khi mà bạn cố tình chặn tàu và không tuân thủ kỷ luật. Và đương nhiên là sau những cái hôm mà giá đi một chiều như này thì lúc nào cũng có những cái chuyện đáng buồn như vậy xảy ra. Còn khi mà ở trong nhóm Nordic Hunter thì chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện đó. Vì khi mà đã có mèo support và là mối công cụ hỗ trợ cực kỳ hiệu quả như vậy rồi thì nhóm của mình sẽ luôn là những trader follow trend. Kể cả những cái mức plan mà mình vẽ ra cho mọi người trong ngày thì nó vẫn luôn luôn là follow the trend, chứ không hề có một tí counter trend nào khi mà giá chưa hề phá mèo. Những cái hôm như này là những cái hôm mà giao dịch hoàn toàn thuận lợi và dễ dàng dành cho mình. Vì cái kiểu trend như này mình đã tiếp xúc nhiều và đã quá quen với nó rồi. Và ở trong nhóm thì không một ai là không bắt sell được cả. Thậm chí trong nhóm còn có những cá thể xuất sắc và hold được những cái lệnh nó dài như này. Vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau tiếp cận qua mèo của hai tham phim. Và chỉ cần với mèo trong hai khung thời gian là H1 và 5M thôi thì bạn cũng đã có đủ cơ sở để mà bắt được những con lệnh dài, những cái con lệnh highlight nó chạy mạnh và đi khủng khiếp kiểu như này rồi. Rất mong mọi người hãy xem video và backtest thật kỹ trước khi vào lệnh bằng tài khoản thực. Ok, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái chương video về mèo tiếp theo.